Hội nghị Trung ương 10 khóa 12 Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn điều gì? Hội nghị Trung ương 10 khóa 12 diễn ra từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5 do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm tại hội nghị, Trung ương đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Bộ Chính trị tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua nghị quyết của hội nghị. Một là hội nghị Trung ương 10 đã thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng với nhiệm vụ nội dung như sau. Tập trung làm rõ và xử lý thật tốt các mối quan hệ lớn, quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển, giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị giữa tuân thủ các quy luật của kinh tế thị trường và đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa, giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, giữa nhà nước, thị trường và xã hội, giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện chế độ và công bằng xã hội, giữa xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế, giữa đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Đi sâu phân tích, đánh giá việc triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2016-2020, làm rõ những kết quả đã đạt được, hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, dự báo khả năng thực hiện cương lĩnh, mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 2. Là hội nghị đã thảo luận dân chủ cho ý kiến chỉ đạo đối với việc chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ 13 của đảng. Trung ương đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, sắc đáng vào tờ trình và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị, tập trung thảo luận, phân tích, tạo sự đồng thuận cao vào những nội dung Bộ Chính trị xin ý kiến. Đồng thời, hội nghị nhấn mạnh, đây là công việc trọng tâm, cần sớm được triển khai thực hiện với tinh thần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. Việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đảm bảo hiệu quả cao, chú ý phát hiện, xử lý những vấn đề thực tế đang đặt ra, nhất là những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân, như quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tài sản công, trên lệch giàu nghèo, ô nhiễm môi trường, ung tắc, tai nạn giao thông, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tệ nạn xã hội và vân vân. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải được thực hiện theo đúng điều lệ, quy chế, quy định của đảng. Lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú ý phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng, đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc. Đây là những nội dung quan trọng được ban chấp hành trung ương nhất trí cao thông qua, tạo tiền đề cho sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cũng như vạch ra những bước đi mới của Đảng, nhà nước và nhân dân trong tiến trình phát triển của đất nước trong thời gian tới.